Chúng ta sẽ tiếp tục vào chủ đề ngày hôm nay, đó là sự kiện chung quanh cuộc tranh đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ đang diễn ra. Trong khi vụ bê bối sử dụng email cá nhân trong thời gian đương nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao chưa lắng xuống, thì bà Clinton lại làm mất lòng đối thủ và người dân khi bình luận rằng những người ủng hộ ông Donald Trump là những kẻ đáng thương và cáo buộc họ phân biệt chủng tộc và kỳ thị giới tính thứ ba. Trong một chiến dịch ở Iowa, ông Trump đã lên tiếng đáp trả về những bình luận của bà Clinton. Ông Trump cho rằng những nhận xét của bà Clinton chỉ bộc lộ sự kiêu ngạo và thể hiện quyền lực, dẫn đến việc vi phạm pháp luật liên bang khi là Bộ trưởng Ngoại giao. Ông nhấn mạnh bà Clinton đã cố tình che giấu hơn 3.000 email cá nhân và còn có thể những ẩn khuất khác nữa. Theo ông Trump, thì việc bà Clinton sử dụng email cá nhân còn tồi tệ hơn so với vụ bê bối Watergate đã hạ bệ Tổng thống Nixon, và theo ông có thể xem đây là vụ Watergate thứ hai.